Xin chào và chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Turning Red là bộ phim hoạt hình được Pixar sản xuất và được Disney phân phối. Đây là một bộ phim mang đậm yếu tố văn hóa Trung Hoa, kể câu chuyện về cô bé gốc Hoa Melin Lee cùng với hành trình đối mặt với những khó khăn khi bị biến thành gấu trúc đỏ. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Way khám phá 69 chi tiết thú vị mà có thể các cậu đã bỏ qua trong khi xem bộ phim này. Let's go! Bộ phim mở đầu với lời dẫn của Melin Lee về gia đình của mình. Sau đó, cô bé xuất hiện và giới thiệu bản thân cũng như cuộc sống xung quanh. Tại đây, ta thấy đoàn tàu điện chạy ngay sau lưng Melin có dòng chữ Chinatown, cho biết đây là khu phố người Hoa ở Canada. Khi cô đẩy cửa bước vào trường học, mày thốt lên rằng Besties Assemble. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến câu nói huyền thoại của Captain America trong Endgame. Avengers! Assemble! Trên các sticker dán trên hộp sáo của Melin có một chiếc sticker Y2K. Y2K trên thực tế là một sự cố máy tính diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000. Nguyên nhân là do máy tính thế hệ cũ, các vi mạch đồng hồ điện tử cũ đã không thể biết được sự khác biệt giữa năm 2000 và 1900. Nó cũng đã trở thành biểu trưng của những năm 2000, rất phù hợp với bối cảnh năm 2002 của phim. Bên cạnh đó còn có sticker lá cờ Canada, bối cảnh chính của phim này. Ngoài ra ta còn thấy một chiếc sticker kỳ lân với chiếc bờm cầu vồng. Điều này có thể là liên hệ tới chú kỳ lân tương tự trong bộ phim Inside Out của Pixar. Mảnh giấy nhớ dán cửa tủ bên cạnh tủ của Miriam có vẽ hình vẽ của Peace Logo. Đây là một trong những biểu tượng hòa bình được sử dụng trong nhiều nền văn hóa. Trên tay của Priya đang cầm cuốn tiểu thuyết Nightfall của tác giả Robert Moyer. Cuốn sách này được lấy cảm hứng trực tiếp từ cuốn tiểu thuyết Twilight của Stephanie Meyer rất nổi tiếng và cũng đã được chuyển thể thành phim vô cùng thành công. Trên vai Melin mang chiếc máy nuôi thú ảo, một món đồ chơi cực kỳ phổ biến trong những năm cuối 90 đầu 2000. Về sau, đây trở thành vật mang linh hồn gấu trúc mới của bà Minh Ly, mẹ của May. Trên tường phòng của thầy giáo có một bức ảnh hai tuyển thủ khúc côn cầu với dòng chữ Winter Game 1980. Đây có lẽ là liên hệ tới Thế vận hội mùa đông năm 1980. Chiến thắng lịch sử cả đội tuyển khúc côn cầu Mỹ trước Liên Xô giúp Mỹ giành được huy chương vàng và được xem là một trong những sự kiện thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong phân cảnh tan học của các học sinh, ta lại thấy sự xuất hiện một lần nữa của Peace Logo trên áo của một cậu bé da màu. Có khả năng, cậu bé là chủ của ngăn khóa tủ khi nãy. Sau khi hoàn thành buổi học trên trường, May cùng các bạn của mình đi về và đi ngang qua siêu thị Daisy Mart. Cả bọn lại và nhìn lén anh chàng thu ngân đẹp trai Devin. Sau đó, May nhắc mọi người họ là fan của nhóm Four Town. Đến giờ cô bé phải về để phụ dọn dẹp, các bạn tặng cho cô một chiếc đĩa CD của nhóm nhạc mà họ yêu thích. Trong đoạn này ta thấy, trên ván trượt của Miriam, ta thấy một chiếc sticker của logo Star Command. Đây là liên hệ đến bộ phim Buzz Lightyear of Star Command, một loạt phim truyền hình được sản xuất bởi Walt Disney trong những năm 2000. Ban đầu là phần phụ của loạt phim Toy Story. Ngoài ra, ta còn thấy sticker hình chú mèo Socks. Đây là một chú mèo máy và là bạn đồng hành của Buzz trong bộ phim hoạt hình sắp ra mắt năm 2022 của Disney và Pixar, Lightyear. Cậu là một con mèo robot màu vàng với đôi mắt màu xanh lá cây và đeo vòng cổ màu xanh lam có khắc tên trên thẻ. Chú mèo này có thể làm mọi thứ, từ đưa ra ý kiến cá nhân đến tạo ra âm thanh khi ngủ. Ta có thể thấy cuốn tạp chí Trendbeat mà May đang cầm có in hình nhóm nhạc nổi tiếng trong phim là Four Town. Trên thực tế, vào những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000, những cuốn tạp chí người nổi tiếng dành cho giới trẻ rất phổ biến ở thời đó. Tiêu biểu có thể kể đến những cái tên như Teen Beat hay Tiger Beat. Nhóm nhạc Four Town được lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc có thật là Old Town. Đây là một nhóm nhạc nam người Mỹ được thành lập từ mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình thực tế Making the Band vào năm 2000. Bên cạnh đó, chi tiết ngôi sao trên tên của nhóm nhạc này có thể cũng được lấy cảm hứng từ NSYNC, một ban nhạc nam người Mỹ được thành lập bởi Chris Kirkpatrick ở Orlando, Florida vào năm 1995 và được ra mắt tại Đức bởi BMG, Ariola Munich. Cả hai nhóm này đều rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong những năm đầu thập niên 2000. Anh chàng Devin đang đội một chiếc nón bucket và đeo một chiếc vòng cổ. Đây là phong cách rất phổ biến và hợp thời trang trong những năm 2000, thời kỳ của thời trang Y2K. Chiếc đĩa CD của nhóm nhạc Four Town mà Miriam đưa cho May là một phương tiện lưu trữ nhạc, phim cực kỳ phổ biến vào thời điểm đó. Đến nay, nhắc đến đĩa CD là người ta nghĩ ngay đến những năm 2000 đầy hoài niệm đó. Đến tớ cũng có một bộ sưu tập đĩa CD phim hoạt hình, siêu nhân và nhạc từ những năm của thập niên 2000 mà ngày đó phải nhịn ăn sáng cả tuần mới mua được một chiếc. Ta có thể thấy số điện thoại 416-555-0143. Đây là một số điện thoại giả của Canada. Nhưng mà có một điều thú vị là có hẳn một danh sách các số điện thoại giả như vậy để sử dụng khi làm phim hay các sản phẩm truyền thông cần số hư cấu. Bởi lẽ nếu như tự bịa ra một số thì khả năng cao số đó vẫn đang hoạt động. May gọi tên hai bức tượng trước cửa nhà là Bart và Lisa.
Đây là tên hai nhân vật hoạt hình trong loạt phim nổi tiếng The Simpsons. Trong đó, Bart Simpson là cậu con trai cả, 10 tuổi, học sinh lớp 4, tính tình nghịch ngợm, thường quấy rầy cha mẹ, em gái Lisa và thầy cô trong trường. Còn Lisa Simpson, con thứ nhì, 8 tuổi, học sinh lớp 2, thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa, nhưng ít có cơ hội để trổ tài. Lisa thường có những tư tưởng khác biệt với các thành viên khác trong gia đình như ăn chay hay theo đạo Phật. Có lẽ May cũng yêu thích bộ phim này vì nó rất phổ biến trong những năm 2000. Nếu để ý kỹ những bức tượng gấu trúc đỏ trong điện thờ nhà Lee, chúng ta sẽ thấy chú gấu bên phải luôn nhe răng, còn chú gấu bên trái thì có vẻ mặt dễ thương hơn. Khi về nhà, May cất đồ và đeo chiếc bảng tên trợ lý đền thờ, gặp mẹ và cho bà ấy xem thành tích học tập của mình. Sau khi thắp hương và khấn vái xong, hai mẹ con dọn dẹp và đưa khách đi tham quan cho đến khi trời tối. Trong khi làm đồ ăn tối, ta thấy hai mẹ con May phụ giúp cha gói bánh bao. Đây là món bánh truyền thống và cực kỳ phổ biến đối với người Trung Quốc. Do vậy, hầu như phim lấy yếu tố văn hóa Trung Hoa nào cũng ít nhiều có sự xuất hiện của món ăn này. Có một chi tiết thú vị nữa liên quan đến loại bánh này, đó là ta có thể thấy nhà hàng bánh bao trong phân cảnh trước đó khi May xuống tàu và chạy về nhà. Khi quảng cáo của nhóm nhạc Four Town được chiếu trên TV, hình ảnh bầu trời cùng dòng chữ giới thiệu gợi liên tưởng đến intro của bộ phim Toy Story được sản xuất bởi Pixar. Sau bữa tối, May trở về phòng của mình, vừa nghe nhạc vừa học bài. Tuy nhiên, hình ảnh của anh chàng Devin đẹp trai tự nhiên hiện lên trong đầu, khiến cô vẽ những gì mà mình tưởng tượng ra giấy. Không may là lúc này, mẹ của cô, bà Minh bước vào. Xem được những hình ảnh mà con gái vẽ, bà nghĩ rằng do cậu trai kia đã dụ dỗ con mình và bà tức tốc đi đến đó. Đến nơi, bà đưa cho cậu ta xem những bức tranh và yêu cầu hãy tránh xa con gái bà ra. Lúc này có cả bạn của May ở đó, khiến cho cô vô cùng xấu hổ. Ở đoạn này, trên bàn học của May, ta thấy búp bê hình nhân vật Pearl trong bộ phim ngắn Pearl của Pixar được ra mắt năm 2019. Ở mặt sau cuốn vở ghi bài của May, ta cũng thấy sticker hình chú thỏ. Đây là liên hệ trực tiếp đến chú thỏ trong bộ phim hoạt hình ngắn Burrow của Pixar. Khi trở về, cô bé cảm thấy xấu hổ, dằn vặt và quyết định đi ngủ. May thực sự là một cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời, thậm chí còn đi ngủ khá sớm so với hầu hết chúng ta khi giờ đi ngủ của cô bé là 9:30 tối. Trong cơn ác mộng của May, hình ảnh anh chàng Devin với thân hình nửa người nửa cá gợi nhắc chúng ta về nàng tiên cá trong The Little Mermaid được Disney sản xuất năm 1989. Xong, đây cũng có thể là liên hệ đến bộ phim mới ra mắt không lâu của Pixar là Luca. Đêm ngủ, May gặp ác mộng về những bức tượng gấu trúc đỏ và nhiều hình ảnh đáng sợ khác. Khi tỉnh dậy, cô bé nhận thấy mình đã bị biến thành một con gấu trúc đỏ to lớn. Cô hoảng loạn và chạy vào nhà tắm khiến cho cha mẹ nghĩ rằng cô đã đến ngày. Tranh thủ khi nồi đồ ăn cháy, May trở về phòng, bình tĩnh lại và trở lại thành người. Xong, mái tóc của cô lại chuyển sang màu đỏ. Cô bé đến trường với chiếc mũ len che kín đầu. Bát cháo mà mẹ của May nấu cho cô bé có hình mặt cười. Có khả năng đây là liên hệ đến món cháo hạnh phúc mà Mushu đã làm cho Mulan trong bộ phim hoạt hình Mulan của Disney. Chiếc áo thun mà May mặc trong lần đầu tiên biến thành gấu trúc đỏ có in hình lá cờ Canada, bối cảnh chính của bộ phim này. Bị vợ cấm ăn đồ ngọt, xong lúc May hét lên trong phòng tắm, cha của May vẫn tranh thủ lén vợ ăn được một viên kẹo. Trên chiếc nón len mà May đội để che đi mái tóc đỏ của mình ngay cô bị biến thành gấu, nếu để ý kỹ ta sẽ thấy họa tiết hình lá phong. Đây là hình ảnh biểu trưng của đất nước Canada. Ngoài ra, logo trên chiếc xe mà mẹ của May thường xuyên sử dụng đưa May đi học cũng mang họa tiết hình lá phong này. Chiếc ba lô của May mang nhãn hiệu Backsport. Đây có khả năng rất cao được lấy cảm hứng từ một thương hiệu phổ biến trong những năm 2000 là những chiếc ba lô Jansport. May bất giác phải lòng một cậu bạn có mái tóc vô cùng thời trang. Đây là phong cách thời trang đi kèm với một dòng nhạc rock có tên là Emo. Dòng nhạc này có đặc điểm là phần lời tình cảm. Nó lần đầu xuất hiện là vào giữa thập niên 1980 từ phong trào Hardcore Punk tại Washington DC. Emo bắt đầu trở thành xu hướng vào đầu thập niên 2000 với sự thành công của Jimmy Eat World và Dashboard Confessional. Trên áo của cậu bé này có dòng chữ Escapula. Đây là một band nhạc đã xuất hiện trong cuộc thi âm nhạc ở thế giới người chết trong phim Coco. Trong tiếng Tây Ban Nha, từ này có nghĩa là xương bả vai. Mẹ của May vì lo lắng cho con nên đã ở lại trường theo dõi con gái mình. Sau khi bà nhắc May về việc cô bé quên mang băng vệ sinh, May quá xấu hổ mà mất bình tĩnh, khiến cô bé biến thành gấu trúc đỏ, xong không ai để ý trừ mẹ cô. May chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó thì chạy về nhà. Bà Minh cũng theo con gái mình và bỏ lại cả ô tô. Khi biến hình thành gấu trúc đỏ, trong cơn giận dữ, mắt của May sẽ có màu đỏ, nhưng mà khi bình tĩnh hơn thì mắt cô sẽ trở về màu nâu. Bồn rửa tay ở cửa nhà vệ sinh ở trường của May và các bạn, nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy bồn rửa tay ở phía nhà vệ sinh nam được đặt ở vị trí cao hơn so với bồn rửa tay bên phía nhà vệ sinh nữ. Trong phòng học của lớp khoa học, ta có thể thấy mô hình bộ xương của chú chim khổng lồ Kevin trong bộ phim Up được Pixar sản xuất và ra mắt vào năm 2009. Biển số xe của bà Minh Lee là SIST3MS. Nếu đảo số 3 thành chữ E,
thì ta sẽ có từ system. Ở đây có lẽ là ẩn dụ cho sự gắn kết và yêu thương nhau của các thành viên trong gia đình nhà Lee. Trong khi May chạy trốn về nhà trong hình dạng gấu trúc đỏ, cô bé chạm mặt hai người. Trong quang cảnh này nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy những mảnh vải có in hình đầu lâu. Đây là liên hệ trực tiếp đến một bộ phim vô cùng xuất sắc khác của Pixar là Coco. Tấm bảng hiệu mà May đu khi nhảy khỏi cầu thang sắt có ghi dòng chữ Lunch Drop In Anytime. Và không phụ lòng người viết cái bảng này, nó bị sức nặng của May làm rớt ngay sau đó. Trên ban công nhà ông lão này có treo hình mặt nạ hình gấu trúc đỏ. Khi tới cây xong, ngước mắt lên, ông thấy May trong hình dạng gấu trúc đỏ bay qua đầu mình. Những đám mây trong quang cảnh này một lần nữa gợi nhắc chúng ta đến những đám mây trong intro của bộ phim Toy Story. Sau khi về đến nhà, May được cha mẹ kể về việc các nữ nhân của gia đình họ Lee được thừa hưởng món quà từ tổ tiên, đó là khả năng biến thành gấu trúc đỏ. Song đến thời hiện đại, nó khá bất tiện nên phải chờ đến kỳ trăng máu tiếp theo là ngày 25 tháng 5 để có thể làm lễ phong ấn nó lại. Song còn tận một tháng nữa, vì vậy May được chuyển đến một căn phòng trống để không ảnh hưởng quá nhiều nếu như cô bé biến hình. Ngày hôm sau, đám bạn thân của May đến và giúp cô bé lấy lại bình tĩnh, từ đó kiểm soát được con gấu trúc đỏ trong hình. Đồng thời, nhóm bạn hẹn nhau đi buổi hòa nhạc của nhóm nhạc Four Town vào ngày 18 tháng 5. Sau khi chứng minh khả năng kiểm soát gấu trúc đỏ của mình cho bố mẹ, cô xin phép được đi dự buổi nhạc hội nhưng mà mẹ cô bé không đồng ý. Bà ngoại của May sau đó cũng gọi điện nói rằng sẽ đến giúp cô. May đến trường trong sự buồn tức, sau đó phát hiện ra đám học sinh trong trường rất thích gấu trúc đỏ. Cả bọn lên một kế hoạch kinh doanh để kiếm đủ 800 đô cho 4 chiếc vé tham dự nhạc hội. Tại phân cảnh này chúng ta thấy, cô bạn ở trường của May là Stacy, sở hữu mái tóc đậm chất thời trang của những năm 2000, đó là những chiếc kẹp bướm. Đây là món đồ luôn được ở trong túi của bất kỳ cô gái nào thời đó. Không những vậy, Stacy còn mang một đôi giày ốp. Trong những năm 2000, đôi giày lông cừu này đã rất hot và trở thành biểu trưng thời trang của những năm đó. Miriam, cô bạn thân của May cũng sở hữu một đôi giày Vans dành cho dân trượt ván cực kỳ ngầu. Trên cánh cửa trong nhà vệ sinh, ta có thể thấy sticker in hình một chú cá. Đây có thể là liên hệ đến bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng khác của Pixar là Finding Nemo. Khi nhóm bạn mở dịch vụ chụp hình và ôm với hình dạng gấu trúc đỏ của May, lá cờ Canada được dùng làm phông nền phía sau. Các cậu thấy hình ảnh chiếc điện thoại Nokia này quen thuộc đúng không nào? Chắc chắn là chúng ta ai cũng biết nó lấy cảm hứng trực tiếp từ những chiếc điện thoại cục sạc siêu bền Nokia. Đến ngày nay thì chúng ta vẫn nhắc đến Nokia thời ấy như một biểu tượng của thời đại. Ắt hẳn nhiều người còn nhớ chiếc vòng tay đan tình bạn. Nhóm bạn thân của May cũng sở hữu những chiếc vòng tình bạn như vậy đấy. Một mốt nữa của những năm 2000 đã xuất hiện trong phim, đó là những chiếc vòng tay màu cầu vồng. Bên cạnh những chiếc vòng tay tình bạn, thì những chiếc vòng tay cầu vồng này cũng rất được các cô gái sành điệu ngày đó ưa chuộng. Tyler, anh bạn khó ưa của May, đeo trên đầu một chiếc băng đô và dán Ben S trên mặt. Có thể anh ta đang học theo phong cách của Nelly, tên đầy đủ Cornell Iro Haynes Jr. Sinh ngày 2 tháng 11 năm 1974, nổi tiếng với nghệ danh Nelly, là một nghệ sĩ thu âm, diễn viên và doanh nhân người Mỹ. Nhóm bạn đã rất cố gắng kinh doanh, song vẫn còn thiếu 100 đô. Lúc này thì May đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của Tyler để có thể nhận được 200 đô tiền công. Ta thấy, bên dưới ghế ngồi sân thể dục ở trường học của May có khá nhiều bã kẹo cao su. Có lẽ thói quen ăn kẹo cao su, sau đó thì bỏ bừa bãi, ở đâu cũng có. Bỏ rác đúng nơi quy định là biểu hiện của người văn minh và thông minh nha các cậu. Vào tối hôm sinh nhật của Tyler, bà May cùng các thành viên khác trong gia đình đến để thăm hỏi và bàn bạc về nghi lễ giúp May phong ấn linh hồn gấu trúc đỏ. Lúc May chuẩn bị trốn, đến dự buổi tiệc sinh nhật, bà của cô bé vào thăm và dặn dò cô hạn chế để con gấu trúc thoát ra ngoài. Vì vậy, May đến bữa tiệc mà không biến thành gấu trúc đỏ. Xong để có thể có đủ tiền đi dự nhạc hội với nhóm bạn, May vẫn biến hình. Tại bữa tiệc chúng ta cũng có thể thấy, quả bóng Lasso cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc của Tyler. Cụ thể, ta có thể thấy nó đang nằm trong hồ bơi. Quả bóng này lần đầu tiên xuất hiện trong phim ngắn Lasso Jr. của Pixar. Bên cạnh đó, ta còn thấy nó trong Toy Story và nhiều phim khác của Pixar. Mẹ của May vào phòng và phát hiện ra việc cô kinh doanh, cũng như nhìn thấy tấm thiệp sinh nhật Tyler và đã đi thẳng đến đó. Lúc này thì nhóm bạn nhận ra ngày Four Town diễn ra ở Toronto là ngày 25 tháng 5, chứ không phải là 18 tháng 5. Lúc này thì May mất bình tĩnh và vì lời xúc phạm của Tyler đến mẹ mình, May lao đến tấn công cậu ta. Sau cùng, mẹ đưa cô về trong sự thất vọng của những người bạn khi cô không nói gì để giải thích cho họ cả. Đêm nhạc hội cũng như ngày trăng máu cuối cùng cũng đến. Nhóm bạn không có May vẫn đến tham dự nhạc hội. May ở nhà với gia đình chuẩn bị cho buổi lễ. Và trước khi buổi lễ diễn ra, cha của May có nói chuyện với cô bé sau khi ông thấy đoạn phim cô và các bạn quay khi kinh doanh. Ông khuyên cô bé hãy làm những gì mà mình muốn. Buổi lễ diễn ra, song vì muốn giữ lại linh hồn gấu trúc đỏ, May đã khiến cho buổi lễ thất bại. Tại đây, vật giam giữ linh hồn gấu trúc đỏ của những người phụ nữ trong gia tộc Lee là những món trang sức mà họ mang trên người. Điểm chung của chúng là đều sở hữu hoa văn hình gấu trúc đỏ.
trong bữa ăn của đại gia đình Lee trước giờ làm lễ phong ấn linh hồn gấu trúc đỏ trong người May. Bà của May khi nhìn thấy đèn nhạc hội Four Town đã nói rằng: Four is the worst number. You know, điều này xuất phát từ hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung. Cụ thể, phát âm của số 4 gần giống với cách đọc từ tử, có nghĩa là chết, nên nó được xem là một con số không hề may mắn. Tuy nhiên, cuối phim thì linh hồn gấu trúc bà của May lại được phong ấn vào chiếc dây chuyền mang số 4, biểu tượng của nhóm Four Town. Nếu để ý kỹ thì ta vẫn thấy được trên tay bà đang cầm tứ quý 4. Thật là không may mắn. Phân cảnh May được đưa đến căn rừng tre khi thực hiện nghi lễ phong ấn linh hồn gấu trúc đỏ. Khung cảnh này gợi nhắc chúng ta đến phim Kaguya, nàng tiên trong ống tre của studio Ghibli. Hình ảnh, màu sắc trong khung cảnh này cũng có nhiều nét tương đồng với các bộ phim của Ghibli. Khi May gặp cụ tổ Tonji, hình ảnh những chiếc lá tre vút bay cũng dễ dàng khiến ta liên tưởng đến phân cảnh cha và mẹ của Shang-Chi gặp nhau trong bộ phim Shang-Chi của Marvel. Tạo hình của cụ tổ Tonji khá giống với những vị tiên nữ trong văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là với giải lụa phía sau. Sau khi diễn ra buổi lễ thất bại, May biến thành gấu trúc đỏ và chạy đến buổi hòa nhạc bất chấp sự can ngăn của gia đình. Trong lúc giằng co, cô vô tình làm chiếc vòng cổ phong ấn linh hồn gấu trúc của mẹ cô bị vỡ và bà ấy cũng bị biến thành một con gấu trúc đỏ siêu to khổng lồ. Trong phân cảnh này, ta có thể thấy sự xuất hiện của chiếc Pizza Planet Truck. Đây là chiếc xe tải dòng Gioja Mark 7 Lithauler đời 1978 được sử dụng để giao hàng cho Pizza Planet trong Toy Story. Mà đã xuất hiện trong mọi bộ phim của Pixar cho đến nay, ngoại trừ The Incredibles. Bên cạnh đó, tại bữa tiệc ở nhà của Tyler, ta thấy rất nhiều hộp pizza của Pizza Planet. Đây có lẽ là cửa hàng pizza yêu thích của cậu ta, nên là cậu mới đặt nhiều như vậy trong sinh nhật của mình. Tại quảng trường nơi tổ chức buổi hòa nhạc của Four Town, ta cũng có thể thấy những áp phích quảng cáo cho Pizza Planet. Khi May nhảy lên với nền phía sau là mặt trăng máu, ta thấy cảnh này khá tương đồng với hình ảnh của Usagi trong series Sailor Moon nổi tiếng, được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Takeuchi Naoko. Ngoài ra, cách tạo dáng của cô bé lúc này trông rất giống với nhân vật Kono Makoto trong bộ phim The Girl Who Left Throw Time. Trong cùng phân cảnh này, ta thấy một biển quảng cáo của hãng hàng không Air Canada với dòng chữ Fly With Us, đúng lúc May đang bay lên. Khi đến nơi, May đến chỗ những người bạn của mình và nói lời xin lỗi. Sau đó, tất cả cùng quẩy cực nhiệt tình. Trong lúc này, mẹ của May trong hình dạng gấu trúc đỏ cũng đang đến. Mẹ của May khi đi đến buổi biểu diễn trong hình dạng gấu trúc đỏ khổng lồ, nhìn khá tương đồng với hình ảnh quái vật nổi tiếng Godzilla trong vũ trụ quái vật khổng lồ của Legendary Pictures. Tiếng gầm của mẹ May trong lúc tức giận trong hình dạng gấu trúc đỏ cũng rất giống với tiếng gầm của Godzilla. Bộ trang phục mà các thành viên nhóm nhạc Four Town mặc trong buổi hòa nhạc có nhiều nét tương đồng với đồ mà nhóm nhạc Backstreet Boys trong MV I Want It That Way ra mắt năm 1999. Mẹ của May khi đến nơi đã làm loạn và bắt May. Sau khi cô bé nói với mẹ mình không ngoan như trước giờ, bà nổi điên và mất hết bình tĩnh. Trong lúc này, mọi người đang chuẩn bị để thực hiện nghi lễ một lần nữa trước khi trăng máu đi qua. Sau đó, May nhảy lên và cụm đầu làm mẹ mình bất tỉnh, khiến bà bị nằm bên ngoài vòng tròn. Các thành viên nữ khác của gia đình Lee cũng quyết định giải phóng linh hồn gấu trúc để cùng nhau đưa Minh về lại vòng tròn. Sau cùng, với sự giúp đỡ của nhóm bạn và những thành viên Four Town, nghi lễ đã thành công và mọi người phong ấn lại linh hồn gấu trúc của mình, trừ May, vì cô bé quyết định sẽ giữ lại linh hồn gấu trúc đỏ như một phần không thể thiếu của bản thân. Bộ phim kết thúc khi gia đình May cố gắng nỗ lực kinh doanh ở điện thờ để bù đắp những thiệt hại đã gây ra. Trên chiếc xe đẩy phấn mà cha của May sử dụng để vẽ vòng xung quanh vợ mình, nếu để ý kỹ, ta có thể thấy dòng chữ A113. Đây là con số được cài cắm vào khá nhiều phim khác nhau của Pixar. Theo Business Insider, thì người đồng sáng lập Pixar là John Lasseter giải thích A113 là số phòng học hoạt hình mà ông cùng một số thành viên Pixar từng học tại Học viện Nghệ thuật California. Trong credit, chiếc vé tham dự nhạc hội của nhóm Four Town cũng có số vé là A113. Chú chim xuất hiện trong phân cảnh khắc phục hậu quả tại sân vận động là chú chim trên logo của đội tuyển bóng chày Toronto Blue Jays. Ngoài ra, chú chim này còn có một lần xuất hiện trong bộ phim Duck's Day của Pixar. Trên đây là 69 chi tiết thú vị mà chúng tớ tổng hợp được khi xem bộ phim Turning Red. Đây là một bộ phim thực sự rất xuất sắc đến từ Pixar và nếu như các cậu cảm thấy còn chi tiết thú vị nào nữa hay là muốn chia sẻ điều gì về bộ phim này thì hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out!